Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của You Speak English. Mình là Nguyên. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những từ vựng và những cấu trúc câu rất là thú vị về chủ đề At the Museum, ở viện bảo tàng. Hãy cùng mình học nha. Phần đầu tiên sẽ là phần từ vựng. Từ thứ nhất, Museum, viện bảo tàng. Museum, Museum, Museum. Từ số 2, tranh sơn dầu. Oil painting, oil painting, oil painting. Từ số 3, tranh màu nước. Watercolor, watercolor, watercolor. Từ số 4 là tranh chân dung. Portrait, portrait, portrait. Từ số 5, tranh phong cảnh. Landscape, landscape, landscape. Từ số 6 đó là điêu khắc. Sculpture, sculpture, sculpture. Từ số 7 là cổ vật. Những cái đồ vật cổ đó các bạn. Đồ từ những cái đồ vật từ hồi xa xưa, mấy ngàn năm về trước hoặc là mấy trăm năm về trước, và người ta sưu tầm lại và người ta để ở trong viện bảo tàng thì được gọi là cổ vật. Ancient artifacts, ancient artifacts, ancient artifacts, ancient artifacts. Từ số 8 đó là đồ gốm. Pottery, 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 pottery. Từ số 9 là nghệ thuật hiện đại. Modern art, modern art, modern art, modern art. Từ số 10, tranh cổ điển. Classical painting, classical painting, classical painting. Alright? Rồi, từ số 11 nha các bạn, đó là tranh theo trường phái ấn tượng. Impressionist painting, impressionist painting, impressionist painting. Từ số 12 là vào cửa miễn phí. Free admission, free admission, free admission. Từ số 13, không chụp ảnh. No photography, no photography, no photography. Từ số 14 là phòng để áo mũ, phòng để những cái đồ của mình đấy các bạn, ba lô hoặc là quần áo mũ nón. Cloak room, cloak room, cloak room, cloak room. Ok, vậy là đó là những cái từ vựng thuộc về chủ đề at the museum. Bây giờ sẽ là những câu giao tiếp liên quan đến chủ đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Ok, hãy cùng mình học nha. Câu đầu tiên, where can I get a ticket? Mua vé ở đâu nhỉ? Where can I get a ticket? Ticket ở đây là vé đó các bạn. Where can I get a ticket? Where can I get a ticket? Câu số 2, vé vào cửa bao nhiêu tiền? How much is it to get in? How much is it to get in? How much is it to get in? Câu số 3, vào trong có mất phí không? Để mà vào trong cái viện bảo tàng thì này thì có mất phí không? Is there an admission charge? Admission charge tức là vé vào cửa đó các bạn. Phí vào cửa. Is there an admission charge? Is there an admission charge? Câu số 4, có bao nhiêu viện bảo tàng ở Sài Gòn? How many museums are there in Saigon? How many museums are there in Saigon? How many museums are there in Saigon? Câu số 5, hôm nay có buổi tham quan có hướng dẫn nào không? Are there any guided tours today? Guided tours là tham quan có hướng dẫn, tức là cái buổi tham quan mà sẽ có những cái hướng dẫn viên, người ta sẽ thuyết minh và thuyết trình cho mình. Are there any guided tours today? Are there any guided tours today? Câu số 6, cái trống này thuộc niên đại nào? What epoch does this drum belong to? What epoch does this drum belong to? Epoch là niên đại và drum là cái trống các bạn. Belong to là thuộc về. Câu số 7, chỗ trưng bày tượng đồng ở đâu vậy? Where is the display of bronze statuary?
Where is the display of bronze statuary? Display tức là cái nơi trưng bày. Bronze là bằng đồng đó các bạn. Và statuary là tượng, bức tượng. Where is the display of bronze statuary? Where is the display of bronze statuary? Where is the display of bronze statuary? Câu số 8 nha. Có danh mục các cái vật trưng bày hay không? Có danh mục là danh sách các cái vật trưng bày hay không? Is there a catalog of things on show? Catalog ở đây tức là cái danh mục đó các bạn. Is there a catalog of things on show? Is there a catalog of things on show? Is there a catalog of things on show? Câu số 9. Vé vào xem thì được miễn phí, thưa ông. Admission is free, sir. Admission is free, sir. Admission is free, sir. Tức là người ta hỏi mình là có cần phải mua vé không thì mình nói là không, không có cần phải mua vé, miễn phí. Admission is free, sir. Alright. Câu số 10. Có phòng trưng bày tranh của Pháp không? Is there a room of French art? Is there a room of French art? French art là tranh của Pháp đó các bạn. Is there a room of French art? Is there a room of French art? Câu số 11. Hãy hỏi người hướng dẫn. Bạn nên hỏi người hướng dẫn. You have to apply to the guide. You have to apply to the guide. The guide ở đây là người hướng dẫn đó các bạn. You have to apply to the guide. Câu số 12 cũng là câu cuối cùng. Bộ sưu tập này là vô giá. This collection is invaluable. This collection is invaluable. This collection is invaluable. Collection là bộ sưu tập và invaluable là vô giá. This collection is invaluable. Okay? Vậy thì đó là những cái từ vựng cũng như là những cấu trúc câu giao tiếp thuộc chủ đề at the museum, ở viện bảo tàng. Mình hy vọng là video này sẽ có hữu ích với các bạn. Nếu các bạn thích xem video và thích học video, thích học tiếng Anh qua video thì các bạn hãy nhớ follow và ủng hộ kênh của tụi mình nhé. Hãy bấm follow nè, bấm subscribe, bấm theo dõi và bấm vào cái nút chuông á, để mỗi lần có video thì nó sẽ gửi thông báo về cho các bạn và các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất cứ video nào từ You Speak English. Mình cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn từ những video tiếp theo.